chính cái mọn sản xuất cà phê nó mới lái. Ừ. Cái mọn chuối này làm lái lắm, lái ít lắm. Xong đấy à. Là cũng coi như xong rồi. Xanh ở mấy nửa xa quá. Bác Hân ở tận Tây Hồ Tây. Thank you.
chạy vào đánh lái là cũng đủ. Xe bên cái đối diện này nó bị cái nhà như này, nó viết một cái này vào làm hỏng hết xe mình. Viết cái bút bơm ăn mà, cái ông già rất khó tính, muốn viết luôn trước xe màu trắng của mình. Chỗ này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.